Xin kính chào quý vị các bạn, một buổi sáng thật là tuyệt vời. Và hôm nay là một ngày Thanh Tùng xin gửi lời chào thân ái nhất đến các bạn tri thức Phật tử gần xa, phước huệ trang nghiêm, vạn sự cát tường như ý, và xin tri ân công đức của quý thầy cô trong thời gian Phật tử Hồng Nguyễn tu học. Hôm nay Phật tử Thanh Tùng xin điểm lại hôm qua là chương 11 mà Thanh Tùng đã làm, đó là nếu như không có ai trợ niệm và không có ai hộ niệm cho mình thì sao, việc đó sẽ như nào. Vậy chỉ có bằng cách là chúng ta tự lo cho bản thân, đó là tu tập tu phước báo hàng ngày, đúng không ạ? Một câu niệm Phật qua tai bồ đề muôn thuở và tu nhân lũy đức, và đến lúc lâm chung là lúc mới dùng cái phước đó, chứ không phải là dùng ngay và dùng lại còn lại bị nợ nữa, đúng không ạ? Và đây là trong cuộc sống thường nhật hàng ngày chúng ta, do thân khẩu ý mà sinh ra, do tác ý của lục căn, do ngũ dục làm cho chúng ta chìm đắm trong mê mờ, và thoát khỏi bờ mê là những cái điều mà không ai là không mong muốn. Nhưng làm thế nào để thoát khỏi đó là bằng chúng ta, đó là những cái việc là chúng ta tu tập hàng ngày, sửa sai hàng ngày, nhận về những cái điều mình còn thiếu sót, mình phải sửa đổi, và với tâm thanh tịnh bình đẳng, và khi cúng dường thì cũng phải có trí tuệ, đúng không ạ? Và làm việc có trí tuệ, với những cái đó sẽ giúp cho chúng ta cuộc sống được an vui hơn, được nhẹ nhàng hơn, và thanh tâm khi đón nhận lúc lâm chung mệnh chung và biết trước giờ ngày giờ ra đi. Đó là công phu tu tập của hàng ngày. Và hôm qua đó Thanh Tùng đã kể cho bạn mấy vị sư phụ đã biết giờ lâm chung, mặc dù họ không có trí tuệ, không có được những cái mà những người khác không có, nhưng họ đã thành tâm niệm Phật và 3 năm niệm Phật không gián đoạn, chỉ một câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, và họ sống với phước báo, và phước báo đó dùng lúc lâm chung, họ không làm hại người hại vật, đoạn ác tu thiện, thật sự tu, thật sự hạnh. Và Phật tử họ Nguyễn hôm nay rất là vui vẻ được ngồi đây để chia sẻ với quý vị và các bạn là một cái điều rất là tuyệt vời. Và hôm nay là chương 12, còn chương này và chương 13 nữa là hết trợ niệm, câu hỏi trợ niệm khi lâm chung, đúng không ạ? Và câu 12, chương 12 là như thế nào? Đây là cái chương ngoài lề thôi, và mọi người hãy lắng nghe. Nhưng mà chương này rất quan trọng, vì là tại sao ở các ngôi chùa đều hay có đoàn trợ niệm? Đó là giúp một người thành Phật, và chúng ta là những vị Bồ Tát, đúng không ạ? Và thành tâm, và chúng ta phải là không bị vọng niệm, và phải chuyên tâm, nhất tâm, đồng tri, đồng kiến, hoằng thuận chúng sinh. Và đó là cái điều là Hoằng Dương Giáo Pháp, đúng không ạ? Đó là điều chúng ta tin sâu vào nhân quả, tin sâu vào cái việc công đức trợ niệm là công đức lớn nhất không thể nghĩ bàn, và Tây Phương Cực Lạc là một đại thiên thế giới, giúp vào chúng ta về một thế giới có được sự an lạc và thoát khỏi 6 đường luân hồi, thoát khỏi 6 đường khổ đau, thì không ai là không muốn, mong muốn, đúng không ạ? Và Thanh Tùng luôn vọng cầu để tập sự buông bỏ, làm những cái điều mà làm cho tốt cho thế giới này hơn, đó là hiếu sinh, đó là làm cho môi trường môi sinh tốt hơn. Có một vị sư phụ đã chia sẻ và Thanh Tùng rất tán thán ngài, đó là trồng được nhiều cây xanh hơn để cho môi trường được sạch sẽ hơn. Đó là điều thật là tuyệt vời, vì sức tàn phá bây giờ ô nhiễm của môi trường nó quá lớn rồi. Nếu chúng ta không học tập, không nhận lỗi và không sửa đổi đi thì thế hệ mai sau của chúng ta sẽ như thế nào, thì các bạn tự biết câu hỏi rồi, đúng không ạ? Chúng ta phải yêu thương môi trường, yêu thương và tri ân đất nước, đó là việc chúng ta nên làm. Ăn và ở trên đất nước nào thì chúng ta tri ân đất nước, tri ân quả địa cầu này, tri ân mẹ thiên nhiên đã cho chúng ta được sức khỏe, một tấm thân khỏe mạnh như thế này, đúng không ạ? Và phần 12 Thanh Tùng xin kể lại cho các bạn, đó là chương 12 thành lập đoàn trợ niệm. Tại sao đại tràng, đạo tràng của nhà chùa đều có đoàn trợ niệm? Tại sao thông thường thì đạo tràng của ngôi chùa đều có đoàn trợ niệm? Tôi thấy lâm chung khuyên niệm Phật lại bày tôn tượng khiến kính trọng. Bài kệ này nói rằng việc trợ niệm khi lâm chung, tôi đã nói với quý vị ở phần trước, trong phần chú giải ở Đại sư Thanh Lương có nói trợ niệm khi lâm chung công đức không gì bằng, ai cũng có thể phát tâm này. Cho nên xưa kia thông thường một đạo tràng của Phật giáo và các tu viện đều có đoàn niệm Phật, đoàn trợ niệm, và hàng cư sĩ cũng có. Năm xưa khi tôi còn ở Đài Trung, nơi liên xã Phật giáo Đài Trung, thì thầy Lý thành lập, trong liên xã có đoàn trợ niệm chuyên môn, người ta bây giờ gọi là quan tâm lâm chung.
các nhân sĩ nhiệt tâm họ tham gia vào đoàn này, nếu như lúc nửa đêm có gọi điện thoại đến cũng đều đi đến tìm thì cũng phải đi. Đoàn trợ niệm đúng pháp là thế nào? Xin hỏi thế nào là thành lập đoàn trợ niệm thật sự đúng như pháp? Đoàn trợ niệm mà người xưa đặt ra có quy củ, chúng ta xem trong Linh Nham Sơn Chí hoặc quyển khóa tụng của Linh Nham Sơn do lão pháp sư Ấn Quang chỉ định. Còn ở liên xã ở Đài Trung, Đài Loan là do cư sĩ Lý Bình Nam sáng lập, hoàn toàn là do ý chiếu theo quy cũ của lão pháp sư Ấn Quang mà làm nên rất là đúng pháp. Cách thức tham khảo Ấn Quang Đại sư Văn Sao. Về cách thức có thể tham khảo ở Ấn Quang Đại sư Văn Sao Linh Nham Sơn Chí, bản khóa tụng của Linh Nham Sơn. Nếu các bạn muốn xem thử xem ngài đã làm như thế nào, có thể đến Liên xã Phật giáo Đài Trung. Liên xã Phật giáo Đài Trung hiện giờ vẫn còn là niệm Phật đường. Chúng ta có thể đến đó và xem thử thao tác thực tế của họ. Câu hỏi thứ 107, làm thế nào để thành lập một đoàn trợ niệm như lý, như pháp, thật sự có thể khiến cho người chết được lợi ích thật sự? Trong đoàn trợ niệm chỉ cần có một người đắc đạo. Nếu bạn tu hành mà đắc đạo thì người chết sẽ được lợi ích. Còn đoàn trợ niệm như quý vị chỉ cần một vị. Và dịp đó chúng ta có thể xem và tìm hiểu. Vị cư sĩ Lưu này có chuyên nghiên cứu Kinh Lăng Nghiêm, ngày nào cũng đọc, chuyên sâu một môn, đọc đến 8 năm. Có một hôm vào giờ ngọ, việc buôn bán rất tẻ nhạt, không có ai đến cửa hiệu. Ông ấy gật gù trên quầy bán hàng, đánh một giấc ngủ trưa. Trong khi ngủ gật, ông nằm mộng thấy có hai người đến. Ông thoạt nhìn thì biết hai người là oan thân trái chủ của mình, vì họ vì tranh chấp tài sản mà kiện tụng. Việc kiện tụng này, cư sĩ Lưu và người thắng tố kiện, hai vị kiện tụng thất bại, đó liền treo cổ tự sát. Sau đó ông rất hối hận vì chút xíu tiền tài mà làm hại hai mạng người. Vì nhìn thấy hai người này, ông cảm thấy rất lo sợ. Hai người này là ma chứ không phải là người, sợ họ đến đây để gây phiền phức cho mình. Rốt cuộc, ông thấy thái độ của họ rất hiền lương, đến trước mặt ông quỳ xuống, ông liền hỏi họ: "Các ông đến đây có việc gì vậy?" "Để cầu siêu độ." Nghe vậy, ông mới yên tâm, họ đến không phải để gây phiền hà, mà đến để cầu siêu độ. "Vậy tôi làm thế nào để siêu hộ cho hai ông đây?" Họ nói: "Chỉ cần ông nhận lời là được rồi." "Được rồi, tôi nhận lời, tôi sẽ siêu độ cho hai ông." Ông nhìn thấy con ma này bước lên đầu gối ông, leo lên vai rồi thăng thiên luôn. Rồi bạn thấy không, chỉ cần một người có sức tu như vậy là được. Sau khi hai người này đi rồi, không lâu sau ông cũng nằm mộng thấy bà vợ quá cố của mình còn thêm một đứa trẻ là con trai của ông đã qua đời hồi trẻ. Hai người này cũng đến đây. Bà hỏi ông, và vị cư sĩ này cũng hỏi luôn đúng không ạ, bà đến đây làm gì? "Tôi cũng đến cầu xin ông siêu độ cho cách thức cũng giống như trước." "Vậy siêu độ bằng cách nào đây?" "Miễn ông nhận lời là được rồi." "Được rồi, tôi nhận lời." Và ông cũng thấy họ bước lên vai ông rồi thăng thiên. Đây gọi là sự hữu hiệu thật sự. Cho nên trong đoàn trợ niệm chỉ cần có một người tu hành chân chính, một người thật sự có cảm ứng, nếu được họ tham gia thì sẽ có hiệu quả tuyệt đối. Dù cho những người khác chỉ có miệng mà không tâm, miệng niệm A-di-đà tâm toán loạn, thì đối với người chết cũng có lợi ích, có thể giảm bớt nỗi đau khổ cho người chết thôi. Và qua câu chuyện của vị cư sĩ Lưu này, oan thân trái chủ của xa xưa kiếp đã đến, và ông này 8 năm thành tâm, chỉ thành tâm chí niệm Kinh Lăng Nghiêm, và đã được công đức tu trì rất là lớn lao. Khi oan thân trái chủ không đến đòi nợ và họ mong muốn ông này cầu siêu, đó là mình tu thành đạo quả, chứng được đạo quả và đã được phước báo đó, thì chúng ta có thể giúp những người khác được siêu độ. Và ông này đã có những công đức rất lớn lao, đã biết sám hối và sửa nghiệp và thành tâm, tâm không bất loạn nữa đúng không ạ? Đã giúp cho hai người oan gia trái chủ từ xa xưa kiếp, vì trong quá khứ đã làm những cái việc là kiện tụng làm cho hai người này tự sát, và oan thân trái chủ này rất hiền lương đến để xin ông cầu siêu cho.
và người vợ cũ của ông và đứa con trai của ông đã chết rồi cũng xin đến cầu siêu như vậy. Thật sự là cái việc này là không thể nghĩ bàn. Công đức thì vô lượng vô biên nếu chúng ta làm và thành tâm với tâm tâm niệm niệm giúp để sửa đổi lỗi sai, thì những oan thân trái chủ và những người đến đòi mạng hay đòi nợ bạn sẽ không còn muốn đòi nữa đâu. Và chương 12 này là chương tại sao Phật, tại sao trong các ngôi chùa và Phật luôn chỉ cho chúng ta làm những cái điều gì đó là giúp người khác trợ niệm, đó là công thức không thể nghĩ bàn. Và chúng ta yên tâm rằng các ngài hộ pháp, đó là các ngài Bát Bộ Kim Cang, Tứ Đại Thiên Vương và các ngài vua Đế Thích, vua cõi trời và các ngài Diêm La cũng đến giúp ta, và quỷ thần ở tại nơi sở đất sở tại và các ngài Kiên Lao Địa Thần cũng sẽ đến giúp ta để giúp cho người đó được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Họ rất tán thán và cái công việc này là không thể nghĩ ngợi. Và công việc đây là câu là một chuyện thật chứ không phải giả, một niệm một câu Phật qua rai bồ đề muôn thuở. Và câu chuyện này và những cái sự việc này đã đến và được rất nhiều chứng kiến. Thanh Tùng tin sâu vào nhân quả, đoạn ác tu thiện, và chúng ta phải có trí tuệ học tập hàng ngày. Và Thanh Tùng mong rằng những bài học và những kiến thức chia sẻ ở đây giúp một số ít các bạn tri thức Phật tử gần xa nhận ra những cái điều chúng ta đang vướng mắc trong cuộc sống thường nhật hàng ngày, thành tâm trì niệm đồng tâm đồng chí hoằng thuận chúng sinh hoằng dương giáo pháp là những việc chúng ta nên làm, đoạn ác tu thiện và phóng sinh giải thoát và giúp đỡ được những ai trong cuộc sống này là cái điều chúng ta nên làm, và trợ niệm là cái công đức thù thắng không thể nghĩ bàn. Thanh Tùng xin chào lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo. Nếu video thấy hay, các bạn hãy like và chia sẻ nha. Xin chào lại.